lướt qua, nên các bác cần chi tiết hơn thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. À, và báo cáo các bác là cái lô hôm qua có mấy đôi là cũng đi gần hết rồi. Yamaha thì các bác ạ, Yamaha ngày hôm qua em quay cả Yamaha, cả cái lô trắng thì cũng hết rồi nhé, hết tất rồi. Còn hôm nay mới về tiếp thì bác ạ, vừa khui thước về đây, em khui tiếp. Và đây là đôi loa toàn giải Kanai, thì chút nữa em sẽ giới thiệu lần lượt từng mã cho các bác. Thì báo cáo các bác là đối với cái dòng loa full này này, riêng karaoke mà đã lắp loa full thì khỏi phải nghĩ rồi. Loa karaoke thiết kế loa nằm thì công suất nó sẽ không thể căng và mạnh như loa full được. Đấy, nó hai cái dòng này nó khác hẳn nhau, nó khác hẳn nhau. Riêng dòng loa full này các bác có thể chơi việt dã, chơi dã chiến, có nghĩa là hát nhiều những lúc những đôi loa thiết kế loa nằm ấy, thì quý vị có thể hát những cái bài nó ngân giọng cao, quý vị không ngưỡng lên ngưỡng quá là có những đôi loa nó bị bật hỏng luôn. Nhưng đối với loa full này thì nó có thể đáp ứng được cái giải cao cho quý vị. Ngoài gia đình ra thì có thể lắp tất cả các phòng hát karaoke với những đôi loa này. Đấy, thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết lại cho các bác, chi tiết lại này. Bây giờ em nói qua một lượt là với giá thành nhé. Với giá thành đôi loa full karaoke này, đây, bát 25, hàng Made in USA. Chút em giới thiệu chi tiết sau. Đôi này có mức giá là 6 triệu 9 à, mà có 4 đôi 6 triệu 9 này. Đây, đó là đôi loa GF M10B, công suất 250W một loa, 500W một đôi, độ nhạy 99 dB. Con này nặng 14 kg một thùng. Cổng vào đây 6 triệu 9. Chút nữa giới thiệu chi tiết. Sang đến đây, đó là đôi loa toàn giải Kanai. Đối với dòng loa toàn giải Kanai thì bác nào đã theo dõi kênh của em thì bác các đã biết rồi. Riêng đối với dòng loa toàn giải ngày trước em bán nguyên củ không, gọi là củ rời đấy, thì nó cũng phải có 14 triệu 8 đến 15 triệu 8 một đôi, 13, 14, 15 tùy. Nói loại tóm lại tầm tầm loa bát 30 trở lên, đây, loa toàn giải, tầm loa bát, loa toàn giải bát 30 trở lên đều có giá 13, 14, 15 triệu 8 trở lên một đôi. Đôi hôm nay về nhá, có thùng lưới căn cước hết xung quanh luôn. Căn cước 3 khoanh luôn. Này, căn cước 3 vách. Căn cước hết cả 3 góc. Đôi loa này cả loa và cả thùng, mức giá là 17 triệu 9. Các bác nào đam mê những dòng nhạc trữ tình, nhạc cổ, nhạc guitar, tóm lại là những dòng nhạc nhẹ, thích nghe dòng loa toàn giải thì đây, đôi loa toàn giải, loa Kanai. Đôi loa này sản xuất ở Mỹ, Chicago, Mỹ. Để em quay mặt phía sau cho các bác model này. Đây là đôi loa Kanai, Kanai 820, 820 nhé. Đây, Chicago, London. Đấy, con này cả đôi này nhé, đây đôi thùng em khui ra đây rồi, cả bộ này 17 triệu 9, 17 triệu 9. Còn tiếp tục trong này nữa thì em đi vào đến đây thì báo cáo quý vị là trong này thì có giới thiệu đến quý vị một đôi loa. Đôi loa này thì hôm qua đã có khui hàng rồi, bác nào cần clip khui hàng con này giới thiệu cho. Đây là đôi loa sân khấu, con loa sân khấu. Đôi loa này thiết kế cho sân khấu này. Con này là con CSX2S. Em quay về phía sau cho quý vị. Trước hết thì giới thiệu trước này. Từ trước là nó được thiết kế với 2 bát 40, 2 bát 40. Được chưa? Đây một bát, dưới là một bát, 2 bát 40 này. Trên này là một con trung kèn, trung kèn, con trung kèn và một con tép kèn nằm đây. Thẳng hàng dưới này là 3 lỗ thông hơi. Con này là dòng loa sân khấu, quý vị có thể đánh ngoài trời, sân vườn, trong nhà cũng được, thoải mái. Tóm lại là đáp ứng công suất lớn, công suất lớn cho các bác xóa thoải mái luôn. Đây là đôi loa Computi, Computi CSX57S2, Computi CSX57S2. Con này tổng công suất của đôi loa này là 1500W, 750W một loa, 750W loa, được chưa? Đấy. Đối với những đôi loa này thì quý vị cứ tham khảo đi, tham khảo thoải mái đi. Quý vị nào thích chơi gia đình, phòng trà, hoặc ở sân vườn, hoặc là ở quê, tóm lại là những đôi loa như này thì chấm hết. Không phải hát, không phải gượng ghẹ gì cả. Tóm lại là thoải mái, đập đập tung sàn thì thôi. Đấy, đôi đây, bên này cũng vậy. Thì con này là được tất cả là bọc nỉ, tất cả xung quanh loa bọc nỉ, toàn diện loa bọc nỉ tất. Bọc nỉ đây. Còn là em quay tổng thể đôi loa cho các bác này, nhìn nó quá hoành tráng luôn, tất cả đều được bọc nỉ, xung quanh các góc đều được ke chống sứt góc. Đôi loa này có mức giá là 19 triệu, 19 triệu. Về cái kích thước chiều ngang này, 1 này, 2, 3,
vai là 6, nó tầm khoảng độ 70 cm, chiều ngang gần 70, chiều sâu 40. Chiều sâu 40, chiều cao là 4. Chiều cao 4, chiều cao tầm 90 cm, chiều cao 90. Đấy, mức giá là 19 triệu với đôi loa này. Đôi loa này. À, còn về dòng này thì em đang giới thiệu ngoài kia rồi, lột đồ bên kia rồi. Ngoài này em đang lột đồ ngoài kia cho các bác rồi. Để các bác tham khảo sau. Dòng này thì em đang khui hàng ngoài. Bây giờ quay trở lại ra ngoài kia. Bác nào cần chi tiết cái đôi loa này, đôi loa này em đã có clip khui hàng. Khui hàng cho các bác xem củ loa rồi là phân tần rồi là tất cả còi kèn trong đấy có hết rồi. Các bạn cần chi tiết thì để em gửi cái clip đấy cho các bác xem, cái clip khui hàng cho nó nhanh. Còn ở bên cạnh đây thì đó là đôi loa Kenwood. À, dòng loa Kenwood này báo cáo nó được thiết kế với lại một bát 40. Con này 6 loa. Một bát 40 6 loa. Con này quý vị chú ý hộ em nhé. Đây là con Kenwood 6060D chứ không phải là 6060 trơn. Mà con này em để cái mức giá cho quý vị 10 triệu 9 thì quý vị phải biết. Nhưng con 6060D quý vị cứ gõ vào Google. Muốn tìm hiểu gì thì gõ vào Google. Giá kể cả giá cả chênh lệch hay không thì cứ tìm hiểu đây. Em cho quý vị nhìn luôn. Quý vị cứ tìm hiểu kỹ hộ em này, Kenwood KL6060D. Các bác nào cần so sánh giá thì cứ gõ Google sau đó quay lại với em. Đấy, con này mức giá 10 triệu 9. 10 triệu 9. À, bát 40 này. Bát 40 một loa này. Chung kèn này, một chung giấy một chung kèn. Ba con tép nữa. Ba con tép, còn đây là cái chỉnh cái chế độ nghe của quý vị. Đây là lỗ thông hơi, con này có lỗ thông hơi nhé, quý vị chú ý này. Em nó có lỗ thông hơi đấy. À, ê căng căn cước của nó này, bên trong là căn cước, bên ngoài là ê căng bằng gỗ. Đấy, zin hết. Mức giá 10 triệu 9. À, sau đây em sẽ quay trở lại ra giới thiệu cái dòng loa full karaoke cho quý vị. À, nhiều bác thì thích dòng karaoke nó mạnh một chút, hát nó nhiều lúc hát mà trong nhà nó gượng ghệ. À, những đôi loa này karaoke này, con GF này này. Con GF này có thể đáp ứng những căn phòng tầm 6-70 mét vuông cho quý vị thoải mái. 6-70 mét vuông. Thì để đi chi tiết vào sâu của em nó thì bây em quay về cái hình thể tổng thể của em nó mặt trước này. Về cái mặt trước này. Cái mặt trước thì nó được dập một cái logo. Logo nhá. Mặt trước của nó có logo hết đây tất cả. À, mặt trước của nó đối với dòng Rolex này có hai loại logo. Các bác nhớ nhá. Con này nó có hai loại logo. Một con logo là theo kiểu này. Orenai. Được chưa? Guru Orenai này. Được chưa? Và một con logo theo kiểu này nữa. Rồi. Nó có hai kiểu logo, được chưa? Hai kiểu logo này nhưng mà hai con loa này về tất cả hình thức bên trong lẫn bên ngoài nó không khác gì nhau. Nên nó có hai loại logo. Thì cái đó thì em sẽ sắp xếp xem là những đôi nào nó trùng với đôi nào. Đấy. Nó có hai loại logo ạ. Đây. Thì con này đang tháo đây. Vào bên trong này xem nào. Quay cho nó kỹ. Đấy. Nó có hai loại logo bác nhé. Đây này. Còn về hình thức loa bên trong giống hệt nhau. Không khác nhau cái gì cả. Chả khác nhau gì. Nó đây nhiều bác hỏi tại sao nó lại một hãng loa mà hai loại logo hoặc là hai cái tên nó khác nhau mà loa lại giống nhau như vậy. À, bởi vì là loa này nó sản xuất thì theo một nhà máy hoặc một nơi sản xuất nhưng nó xuất đi những cái thị trường khác nhau. Thì mỗi một thị trường thì nó sẽ đặt một cái hiệu logo khác nhau hoặc là nó cho một cái tên, nó ký hiệu khác nhau, ví dụ UF bên kia MF chẳng hạn. Như kiểu ngày trước em bán loa JBL cho các bác ấy là Mỹ. Hai con giống hệt nhau mở ra chả khác nhau tí nào, hỏi các bác thì em nhờ các bác chỉ giúp thôi chứ em cũng nắm được mấy đâu. Em chỉ thích là sưu tầm loa nhiều về cho các bác chơi thôi. Chứ còn về âm thanh thì em không dám qua mặt các bác được. Vẫn nhờ các bác chỉ giáo nhiều, giúp nhiều. Còn hôm nay thì em nói đấy, nó có hai dòng logo này. Thực ra là nó giống hệt nhau, nó chả khác gì cả. Nói thì cho các bác biết không, đến lúc là đùng cái lại em quay con này, các bác bảo tại sao lại gửi cho tôi con này mà tôi không nhìn thấy. Nên nó rất khó. Nên phải nói luôn như vậy, nó dễ. Còn về đảm bảo với củ loa thì giống hệt nhau, không khác nhau một chút nào. Tất cả y như nhau hết nhưng nó xuất hai thị trường khác nhau. Hình thức loa giống hệt nhau. Con này được thiết kế với lại một bát 25. Con này thiết kế một bát 25. Một bát 25 màng giấy, gân vải tẩm dầu. Mà em đã báo rồi, bao cho quý vị đánh căng đét, đánh thoải mái, đánh xõa luôn. Đánh xõa luôn. Được chưa? Củ rất là khủng. À, con này đây.
về thông số công suất của nó đây. Củ loa 200W một củ, trở kháng 8 ohm, hàng made in USA đấy. Về củ loa, đây là củ loa bát, còn củ loa kèn của nó đây các bạn. Riêng đối với dòng loa còi với kèn này thì các bác không phải nghĩ rồi. Riêng đối với dòng loa karaoke mà dùng tép còi tép kèn thì các bác khỏi phải lăn tăn, tiếng kèn còi nó quá sáng luôn rồi. Đây, các bác nhìn giúp em, không phải lăn tăn chưa, cầm mọi cỡ luôn đấy. Đấy là đối với củ loa, riêng nhìn củ loa này nó khủng như này không phải nghĩ rồi. Còn về bên trong này thì bên trong này đã có đây tất cả phân tần của em nó đấy ạ. Phân tần với cuộn trở, tụ với cái gì của nó đây, tất cả hàng. Có nhìn thấy chưa? À, đối với hai dòng này thì các bác chú ý hộ em nhé. Hai dòng này các bác chú ý hộ em là này. Về cái hình thức nó không khác nhau một tí nào. Về cái logo kia thì bác em vừa nói rồi. Đấy, hai thị trường nó khác nhau. Thế thôi, chứ còn nó chẳng có cái gì khác cả. Đấy. Nên là các bác yên tâm. Mức giá là 6 triệu 9 một đôi, 6 triệu 9 một đôi. À, về cái kích thước này, cái kích thước thì em đo kích thước cho các bác nhé. Kích thước chiều dòng chiều ngang của nó 30 này, chiều sâu này 26, chiều cao 1, 2, chiều cao nó tầm 50 đến 52. Đấy, loa full rất là đẹp. Tất cả những đôi loa full này đã được lau dọn lại cho quý vị cho nó sạch nó đẹp. Bởi vì dòng loa trắng này mà không lau không dọn thì nó về nó nhem nhuốc lắm, nên đã lau dọn đẹp cho quý vị rồi, nên quý vị thoải mái đi. Và quý vị nhìn chú ý này, đây này, chất hay không thì quý vị nhìn ở đây quý vị biết này, quý vị đọc lần lượt cho em này. Đấy, để nắm này, con này là con GFM10B, GFM10B được chưa ạ. Con này công suất tối đa của nó là 250W một loa, một đôi này là 500W, trở kháng 8 ohm. Các bạn nhìn độ nhạy là 99 dB, cân nặng 14 kg. Vậy là một đôi loa này có cân nặng là 28 cân một đôi, 28 kg một đôi. Ở về cổng cái vào này, đây có hai cổng, quý vị có thể dùng đưa đường vào và đường ra, gọi là cổng lan, cổng lai đi đấy. Nhìn cái cổng vào của nó đã chất rồi. Tóm lại tất cả các hàng này để trên ốc này đều được dập, tất cả từ những con ốc này đều được dập mã số trên ốc hết luôn. Con ốc từ con ốc bé nhỏ, kể cả ốc này, tất cả những con ốc này đều được dập số, và kể cả những con ốc này luôn, kể cả những con ốc này đều được có dập mã dập số hết các bạn, đều có mã số hết trên này, đều có số dập trên này đấy. Các bạn nhìn, đấy các bạn nhá, chứ không phải là thích là đồ có thích nào đưa vào đấy đâu, nó đều có số dập trên mã ốc hết rồi. Đấy là đối với lại dòng loa karaoke full GFM10B. Còn sang với đôi loa Canai này thì giới thiệu cho quý vị rồi. Thì bây giờ em chỉ biết nói là em đo kích thước thùng cho quý vị thôi. Canai này loa toàn giải. Bác nào thích nghe dòng nhạc nhẹ nhàng, mượt mà, êm ái, âm ly đèn hoặc âm ly receiver, hàng nhẹ nhàng, thì đây là sở trường của bác. Mà bây giờ thì chỉ thấy các bác chơi toàn giải với lại đồng trục là nhiều. Dòng này không thể chê được, không chê được ở đâu. Canai này, các bác nhìn này, Chicago nhé. Chicago nó là một thuộc một thủ đô hay một bang của Mỹ. Đấy. Công suất 20W. Bát 30. Kích thước thùng này, chiều ngang này, 1 này, chiều ngang này. 1 này, 2 này, chiều ngang khoảng 48 đến 50 cm, chiều sâu 30. Chiều sâu không được, chiều sâu phải tầm 33, 35. Chiều sâu đây. Chiều sâu phải tầm 35. Chiều cao như nào? 1 2 3 chiều cao 60. Chiều cao 60, lưới căng cước tất cả xung quanh. Mức giá 17 triệu 900. 17 triệu 900. Đúng không nhỉ? Từ từ đó em chút. Em đang nghi ngờ đôi này. Không phải 17 đâu, 17-9 đâu. Em xem luôn đã. Lít rồi. Không phải bác nhá. Con này sai đấy. 16-9. Viết như thế, viết tính cả tiền cước, cả tổng, thế làm được. Bỏ nó đi. 16-9. Bởi vì là không trừ cước. Cước tổng đấy là cước tổng của 5-6 đôi, chứ không phải cước của riêng đôi này. Chứ cộng cước thế thì chết. Một đôi này gánh cước thế thì chết rồi. 16 triệu 9 ạ. 16-9 các bác nhé. 16-9. Ok. Đấy. Không, em nó phải rõ ràng. Mua bán nó phải rõ ràng làm ăn.
lấy ít thôi, gọi lấy một vài đồng là gọi là qua có lãi tí là bán, thế thôi nhanh, nó khỏi nhiều. À, vừa rồi là toàn bộ clip giới thiệu đến quý vị một số mã loa, hẹn gặp lại quý vị vào clip lần sau. À, tất cả dòng full này đã giới thiệu cho các bác rồi, và các bác nào thích chơi hay bày đẹp đánh xõa cứ con này mà diệt cho em, ngon bổ rẻ xõa cứ nó mà diệt chứ các bác. Các bác đừng có ôm đồm kia nhiều quá, nhiều lúc các bác cứ thích muốn hát đẹp hát chất, nhưng mà loa nằm thì nó không bao giờ nghe bằng loa full, quý vị chú ý hộ em đấy, loa nằm không thể chơi bằng loa full được đâu. Và nhớ rằng này, tất cả loa full đều có giá treo ngang đây này, có giá để treo ngang hết, treo dọc treo ngang, có cả cọc để cọc này, cọc cũng có này, treo ngang treo dọc được hết, quý vị chú ý đấy. Con này treo được tất cả các phòng hát karaoke, phòng hát nên rơi những dòng này nó mới đã được. Ahem.